gia đình của mình xin kính chào tất cả mọi người đang xem kênh Hello Cali Cuộc Sống ở Mỹ. Và hôm nay gia đình của mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình cao cua mọi người nha. Thì gia đình của mình sẽ đi qua thành phố khác để cao cua, để đổi một không khí mới, một ngoại cảnh mới để cho mọi người được xem, được biết thêm về nước Mỹ ha. Thì thành phố San Phan cũng có rất là nhiều cua và cá để cho mình cao. Nhưng mình đã làm vài video cao cua rồi, thì mình muốn đổi một nơi mới để cho mọi người xem được thích hơn. Và từ thành phố San Francisco chạy xuống thành phố Santa Cruz sẽ là 1.5 tiếng đồng hồ chạy xe. Gia đình của mình hôm nay sẽ tới đây và cao cua ở đây. Và mọi người biết không, thành phố Santa Cruz có rất là nhiều điều đặc biệt ở đây. Thứ nhất, ở đây 95% là người Mỹ trắng sinh sống ở đây. Và ở đây có một thời tiết khí hậu rất là nắng ấm, rất là đẹp, mặc dù là mùa đông. Và ở đây có một bãi biển rất là đẹp, rất là thích. Và có một công viên để người ta họ chơi trò chơi rất là hay luôn. Nhưng mà vì dịch Covid đó, người ta đã đóng hết rồi, người ta không có mở để cho mình vô chơi. Và ở đây á, người ta có một cái sở thích là chơi lướt ván dưới biển và chơi du thuyền. 95% là người Mỹ trắng họ đã thích những môn thể thao ở dưới biển này, cho nên người ta họ sinh sống ở đây và chơi ở đây rất là nhiều luôn. Và có một cái hay hơn nữa là ở đây có rất là nhiều cua, nhiều vô kể ốc và cá nữa, nhưng mà hầu như người ta không hề bắt nó để ăn. Chỉ có người châu Á của mình, người Tàu của mình tới là để hay bắt để ăn thôi. Còn lại người ta ở đây hầu như là người ta không có bắt. Nhưng mà ở đây vẫn có một cái lực của nó để mình bắt. Ví dụ như ốc mình sẽ bắt được 75 con thôi. Một người phải có bằng, có license đó mọi người, có bằng mới được bắt được nó. Còn cua đỏ này thì mình sẽ bắt được 35 con mỗi người. Còn lại là cá mình sẽ câu được 5 con thôi. Còn nếu như mình làm quá quy định thì mình sẽ bị phạt mỗi con $500 đó mọi người. Cho nên là như mình là mình không có bằng, cho nên là mình không có câu được, anh xã mình câu được thôi. Còn trẻ em dưới 18 tuổi thì ok, người ta họ không có phạt nó. Ví dụ như con trai mình á, nó kéo cua lên vậy đó thì sẽ không có bị phạt nếu như cảnh sát thấy. Còn nếu như mình kéo lên mà cảnh sát tới hỏi mình không có bằng thì cảnh sát sẽ phạt mình. Thì bây giờ đó, mình mời mọi người tiếp tục cuộc hành trình bắt cua của gia đình nhỏ của mình hôm nay ha. Rất là thú vị đó mọi người. Và phong cảnh ở đây rất là đẹp, rất là dễ thương. Mình mời mọi người cùng ngắm cảnh, ngắm những chiếc du thuyền với mình ở đây ha. Và mình cảm ơn mọi người thật là nhiều luôn. Và nếu như ai yêu mến video của mình, xin hãy ủng hộ cho mình bằng cách nhấn like, share, subscribe nha mọi người. Và mời mọi người tiếp tục theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở cuối video ha.
ok mọi người. Video của mình á, tới đây mình cũng xin dừng mọi người ha. Gia đình của mình á, cũng đi câu cua nguyên một ngày. Cao quá trời cua luôn, cua thiệt là nhiều luôn đúng không mọi người? Thì bây giờ đó, gia đình của mình về sẽ hấp và chấm muối tiêu ăn thật là ngon. Mình về mình hấp và mời mọi người ăn chung ha. Thì hai con của mình cũng đã thấm mệt rồi, đi nguyên một ngày luôn đó. Cảm ơn mọi người thật là nhiều đã xem video của gia đình của mình hôm nay. Và chúc cho mọi người sức khỏe bình an ha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp của mình nè. Và mình xin bye bye và chào. Hẹn gặp lại mọi người sau ha. Bye bye. Bye bye mọi người.